Dạ, con chào ngoại. Ngoại ngoại bán gì không ngoại? Ngoại bán này nè con. Dạ. Ngoại thái đây cái này ngoại bán dạ. À dạ, đây là mấy cái này là ngoại đi hái không ngoại? Dạ. Có cái nào ngoại mua đi bán lại không? Có cái kia dạ. À dạ cải ha. Bán lại rồi mấy cái này hái cho mà. Dạ, ngoại năm nay nhiêu tuổi không ngoại? 79 này. 79 rồi. Dạ. Bây giờ sức khỏe của ngoại như thế nào? Dạ. Khỏe. Chúc mừng ngoại. Một ngày mà nếu mà ngoại bán mấy cái này ngoại trừ hết vốn luôn là mình được bao nhiêu ngoại? Không biết nữa. Chừng dạ cho chừng dạ chục trăm trả lại ha. 100.000 trả lại. Dạ. Mà hoàn cảnh gia đình của ngoại như thế nào mà lớn tuổi mình đi bán cực quá nha ngoại? Ôi nhà không có tiền xài cháu ơi. Dạ. Thành ra gán đi bán ngoại ha. Dạ. 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 Hái rồi bán bạn ha. Có dạ. Tiền đủ cà phê. Dạ. Cũng ăn có đã đợi xe tay xin nó thôi. Dạ, một bịch như vậy thì bây giờ là ngoại bán bao nhiêu? Bán 5.000. Dạ có 5.000 rồi ha. 5.000 ha. Dạ, rẻ quá trời luôn á. Dạ. Cảm ơn cháu. Dạ, hôm nay người con chia sẻ với ngoại nha. Bữa nay thì nhân dịp năm mới qua. Bữa nay con thay mặt chú Cảnh với cô Duyên là hai nhà hảo tâm ở tại Mỹ có phần lì xì nho nhỏ tặng cho ngoại nha. À, tặng ngoại ạ. Dạ. Chúc mừng cho cháu. Dạ. Thì đây là tấm lòng của chú Cảnh, cô Duyên tặng cho ngoại. Ngoại đếm xem mình được bao nhiêu tiền. Cảm ơn cháu. Dạ, cảm ơn. Dạ. Cha chúc cho cháu khỏe mạnh. Dạ. Trăm tuổi già như ngoại nhé. Dạ. Ngoại nhắn gửi gì với chú Cảnh và cô Duyên không? Dạ. Dạ, chú Cảnh cô Duyên tặng cho ngoại bao nhiêu tiền nha, ngoại đếm giùm con đi. Đếm nè hả? Dạ, đếm nè. Dạ. Trời ơi, 400. Ngoại giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, dạ. Cảm ơn cháu. Cảm ơn ngoại. Rồi, con chào ngoại nha. Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 5 tháng 3 năm 2024. Thì hiện tại bây giờ em đang ở tại là chợ Tân Lược. Ở đây là ở tại ấp Tân Lộc, xã Tân Lược, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Đây là một trong những cái huyện mà cách xa trung tâm ở thành phố Vĩnh Long và cũng là giáp với tỉnh Đồng Tháp. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay em sẽ chia sẻ với cô chú anh chị thì em sẽ tiếp tục thay mặt tấm lòng mà em còn giữ số tiền của chú Cảnh và cô Duyên là em còn đây là 9.900.000. Thì em sẽ thay mặt cô chú ấy để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo tại khu vực chợ này. Bây giờ thì em mời cô chú anh chị cùng đi vào chợ Tân Lược chung với em để xem những hoàn cảnh khó khăn nào sẽ nhận được tấm lòng của cô chú trong buổi sáng ngày hôm nay, cô chú anh chị ha. Ngoại ơi, ngoại bán gì không ngoại? Bán hành. Dạ, bán cái này là bán hành hẹ. Hành với hẹ. Dạ, ngoại năm nay được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 77. 77 rồi, bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào? Đỡ. Dạ, hình như ngoại bán thêm vé số nữa hả? Trời ơi, sao ngoại làm đa năng dữ vậy? Tại vì bán ít vé số con ơi. Dạ, bây giờ sức khỏe ngoại thì bình thường ha. Dạ, con nghĩ là chắc ngoại bán vậy thì ngoại có lo cho ai không? Lo cho cháu. Cho cháu. Dạ. Vé số ngày ngoại bán được nhiêu tờ ngoại? Trăm mà con. Ít dữ vậy hả ngoại? Bán ít. Dạ. Lấy một bao nhiêu? Dạ. Dạ. Vừa bán vé số mà vừa bán rau luôn. Dạ. Bây giờ là mấy bó hành hẹ là ngoại bán một bó bao nhiêu ngoại? 5.000 rồi con. Dạ rẻ vậy ngoại ha. Hôm nay thì con chia sẻ với ngoại nghe. Cảm ơn nha con. Dạ, nhân dịp năm mới. Con thay mặt chú Cảnh với cô Duyên là tại Mỹ sẽ có phần lì xì nho nhỏ tặng cho ngoại nha. Của ít lòng nhiều. Cô chú ấy chúc ngoại năm mới sức khỏe. Dạ, mừng may mắn lắm. Dạ. Bữa nay ngoài nhận được phần lì xì ngoài cảm giác như thế nào? Khỏe. Dạ. Ngoài có nhắn gửi gì với cô chú đó không? Nhắn gửi dù giàu sức khỏe mấy cô đó. Cảm ơn ngoại. Dạ. Chúc ngoại giữ gìn sức khỏe và mua may mắn đắt nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn xin phép chào ngoại nha. Dạ. So ra là đây một cái khu chợ. Dạ. Nó có bán gì không nội? Nội năm nay nhiêu tuổi rồi? 71 rồi. Dạ, nội cho con xem mặt cái được không?
Dạ, nó kéo khẩu trang cho con xem mặt cái đi. Dạ, bây giờ sức khỏe là như thế nào? Rồi đi mua thuốc mà có mấy ngàn bạc. Dạ đâu à? Bây giờ nó còn nhiêu tiền? Còn mình nội làm công việc gì để sống rồi? Trời ơi, đi bắt ốc hay gào không à con ơi? Dạ. Đi cỡ này nước quá trời bắt không có trời. Dạ. Bắt con là luôn chết. Rồi bây giờ nội bị đau nhức đâu trong người? Không có gì chân á. Dạ. Rồi đi mua thuốc gì vậy nội? Thuốc nhức răng. Nhức răng à? Nội bị nhức răng ha. Dạ rồi. Hôm nay thì gặp nội là cái duyên nha. Bữa nay con sẽ xin phép chú Cảnh với cô Duyên tặng cho nội một phần quà nhỏ nhỏ nha. Nên nội để dành mua thuốc uống nha. Hoặc là mua gạo ăn ha. Thì con thay mặt cô chú Cảnh với cô Duyên lì xì cho nội. Dạ. Cảm ơn lắm nha. Dạ. Bữa nay nội nhận được phần quà nội cảm giác như thế nào? Cũng mừng quá. Dạ. Nội nhắn gửi gì với chú Cảnh và cô Duyên không? Cũng thôi dạ, cũng không có cho dạ, cảm ơn nhiều. Dạ, thôi chúc nội hết nhức răng nha. Dạ, xin chào nội. Dạ thì con cũng ở gần đây. Dạ. Dạ. À, con chào nội nha. Dạ nội đi mua thuốc đi nha. Con đi của mình đó hả? Dạ dạ. Dạ con chào nội. Nội nội bán gì nội? Nội bán này nè con. Bắt khía hả nội? Dạ. À, già rồi, ở nhà không có tiền ăn, không có ăn gì đâu, không có đi bán bậy nữa chúng ta. Dạ. Nội năm nay nhiêu tuổi rồi? 75 rồi. Dạ. Bây giờ sức khỏe nội như thế nào? Giờ cảnh thì ngồi xuống đứng dậy không nổi. Dạ. Rồi thành ra phải đi án đi bán vậy đó hả nội? Án đi bán chứ ở nhà không có tiền bạc tiền xài không ơi. Dạ. Mà một ngày mà nội bán nội trừ hết vốn luôn thì mình được khoảng nhiêu nội? Chắc kiếm chừng 100 ngàn. Ít dữ vậy hả nội? Có dạ. Gì con biết một dịp bán chục là được có 2 ngàn bạc hả? Mà dạ. Tối ngày bán chừng 50 hộp hả? Dạ. Rồi có 10 ngàn bạc rồi cái một chút vậy đó, 100 vậy đó. Rồi ngồi từ sáng đến chiều luôn dạ, hả? Dạ ngồi đi hồi 3 giờ mà tới 5 giờ chiều mới về. Dạ đâu có lời bao nhiêu. Dạ. Dạ. Bà khía bao nhiêu ký rồi? 120, dạ. Mua 101 bán 120 lại được 10 ngàn vậy dạ. Đó. Dạ ít quá. Hôm nay thì con chia sẻ với nội nha. Dạ. Bữa nay thì nhân dịp năm mới qua, con thay mặt hai nhà hảo tâm là chú Cảnh với cô Duyên sẽ tặng cho nội một phần lì xì nhỏ nhỏ nha. Dạ. Thì cứu ít đồng nhiều. Cảm ơn con nha. Dạ. Thì chú Cảnh cô Duyên tặng cho nội 400. Dạ. Vậy bà cảm ơn con nha. Dạ. Bữa nay là nội nhận được phần quà này nội cảm giác như thế nào? Dạ. Thì nội vui rồi đó. Dạ. Nội có nhắn gửi gì với chú Cảnh với cô Duyên không? Có biết gì đâu, nhắn gửi cảm ơn cô chú dạ. Cảnh với cô Duyên đi nha. Cảm ơn nói bà nào ơi bán bà khía cảm ơn gì đó. Cảm ơn nội. Dạ. Nội giữ gìn sức khỏe và dạ. Mua mai bán đắt nha. Dạ. Con xin phép chào nội. Dạ. Nói chào con nha. Dạ. Dạ con chào ngoại. Ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi ngoại? 80. 80 rồi hả ngoại? Bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào ngoại? 10 phần khỏe rồi, còn chừng 5 thôi. Dạ, 10 còn 5. Dạ, ngoài đang bán gì không ngoại? Mắm. Mắm hả ngoại? Dạ, ngoài chỉ có một thau mắm vậy thôi ha. Mắm. Dạ, một ngày mà ngoài bán cái này ngoài trừ vốn luôn thì mình còn được bao nhiêu ngoại? Không ai cùng, khi nào có khách đông thì được 400-500, cũng dạ. Không có thì cũng vài trăm. Dạ. 200-300. Dạ, mà bán vậy thì ngoại có lo cho ai không? Có nhà hai, có hình đứa không? Con trai, dạ. Đứa cháu nội. Dạ. Ba người. Dạ, ông ngoại còn không ngoại? Mất rồi. Dạ. Hôm nay chia sẻ với ngoại nha. Dạ. Thì bữa nay nhân dịp năm mới qua, con thay mặt chú Cảnh với cô Duyên là hai nhà hảo tâm ở tại Mỹ sẽ tặng cho ngoại một phần lì xì nho nhỏ. Dạ. Và với thông điệp là chúc ngoại giữ gìn sức khỏe. Dạ. Và mua mai bán đắt nha. Cảm ơn mấy chú. Dạ. Dạ. Cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Nay bệnh nhân ổn bệnh nó hết 30 triệu. Trời ơi thương không? Tử. Dạ. Rồi đường ruột. Dạ. Bây giờ bán ngày để chứ đủ sống hàng ngày. Dạ. Bữa nay mà nhận được phần lì xì ngoài dạ. Cảm giác làm sao? Mừng dữ lắm. Dạ.
sửa sạn đi mua thuốc nè. Dạ. Quần là cái 1 triệu bạc. Ồ, dạ, tốt quá. Một đem theo đó. Dạ. Thì bác sĩ rồi cái đem theo là cái hiệu thuốc đó. Dạ. Là bác sĩ cho ta đó. Dạ. Là quần là cái dài bà dĩ cái bà dĩ mà giờ mắc quá chú ơi. Dạ. Bây giờ mắc quá. Một lần cái 700-800 triệu bạc chứ. Giá hai bà chỉ 60 mấy ngàn gì. Dạ. Chú nghĩ coi cái ít chỉ thuốc tiêu này kia. Là hồi năm ngoái tới năm nay là rất là 30 triệu rồi bán. Dạ. Thăm vốn hết trơn. Dạ. Thôi con chúc ngoại phục hồi sức khỏe. Dạ. Năm mới nha. Con xin phép chào ngoại nha. Dạ. Cảm ơn ngoại. Chú ha. Dạ. Dạ, cảm ơn ngoại. Ở năm nay nhiêu tuổi rồi nội? 74 rồi. Bây giờ sức khỏe nội như thế nào? Bây giờ hoa mệt chứ không có gian. Dạ. Rồi chẳng làm viện rồi gì à. Dạ, nội còn làm gì nổi không? Có làm gì nổi. Dạ. Rồi hồi lúc trẻ thì nội làm công việc gì? Trẻ thì đi cắt lúa. Dạ. Đi mần thai. Dạ. Giờ mà không nổi. Hôm nay thì con chia sẻ với nội ha. Còn bữa nay nội ra chợ để làm cái gì? Chích thuốc. Chích thuốc ha. Chích thuốc còn làm bác sĩ toan nè. Hết nhiêu tiền nội? Hôm nay là 400 rồi. Dạ. Hôm nay thì con chia sẻ với nội nha. Bữa nay con sẽ xin phép là chú Cảnh với cô Duyên là hai nhà ở Tâm ở Mỹ tặng cho nội một phần quà để cho nội chích thuốc nha. Dạ. Đây là chú Cảnh cô Duyên tặng cho nội. Chúc nội phục hồi sức khỏe. Như là cảm ơn nha, cảm ơn những hiệu ngoại bổng bằng sức khỏe cho nhiều lần nữa. Cảm ơn nội, thôi nội phục hồi sức khỏe nha. Chú ơi, 80 tuổi rồi, tôi đi bán rau, bán ớt. Nội năm nay nhiêu tuổi? 80. Dạ, ớt này bây giờ nó bán bao nhiêu một bọc? 5 ngàn. Dạ, 5 ngàn hả? Nó bán gì thì nội có lo cho ai không? Cho nhà con út, ta cho nhà ở đó. Dạ. Với con út. Dạ. Hôm nay thì chia sẻ với nội nha. Dạ. Nay gặp nội cái duyên. Dạ. Con cũng xin phép ha. Chú Cảnh với cô Duyên tặng cho nội một phần lì xì nhỏ nhỏ nha. Của ít lòng nhiều. Dạ. Chúc nội năm mới sức khỏe nha. Chú ơi, chúc cô cũng 70 mà bệnh hoài. Nội nhắn gửi gì với chú Cảnh với cô Duyên không? Dạ, nên gửi lại cầu chúc cho mình khỏe rồi. Mình có bình an mà ngắn cho được. Tốt rồi. Dạ. Khổ quá trời, hai tay gãy chân. Dạ. Nè. Bữa nay nội nhận được phần lì xì, nội cảm giác như thế nào? Dạ, mừng lắm, được nhiều tiền chứ, mừng vui lắm. Dạ, nhân chúc nội nhìn sức khỏe. Chú ơi, cô cũng bận, 70 tuổi là bệnh hoài, chú ơi, chú cho. Không được cô ơi, dạ, người ta đi bán không tặng được. Vậy dạ. Hả? Làm bánh kinh nào vậy? Bán ớt. Dạ. Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 5 tháng 3 năm 2024. Thì hiện tại bây giờ em đang ở tại là chợ Tân Lược. Ở đây là ở tại ấp Tân Lộc, xã Tân Lược, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Đây là một trong những cái huyện mà cách xa trung tâm ở thành phố Vĩnh Long và cũng là giáp với tỉnh Đồng Tháp. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay em sẽ chia sẻ với cô chú anh chị thì em sẽ tiếp tục thay mặt tấm lòng mà em cầu giữ số tiền của chú Cảnh và cô Duyên là em còn đây là 9.900.000. Thì em sẽ thay mặt cô chú ấy để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo tại khu vực chợ này. Bây giờ thì em mời cô chú anh chị cùng đi vào chợ Tân Lược chung với em để xem những hoàn cảnh khó khăn nào sẽ nhận được tấm lòng của cô chú trong buổi sáng ngày hôm nay, cô chú anh chị ha. Thì phải nói là cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Kể từ lúc mà em bị bệnh á thì cô chú anh chị đưa ra những cái phương thuốc rất là nhiều để cho em được biết luôn. Thì em chân thành cảm ơn tấm lòng của chú anh chị. Dạ. Tuy nhiên thì do cái công việc nó thay đổi liên tục về cái chỗ ở của chú anh chị, thật ra là em cũng khó trong cái việc mà mua theo đúng những cái bài thuốc của chú anh chị. Nhưng mà tới thời điểm này thì em cảm thấy là sức khỏe của em nó cũng được chắc khoảng 80% rồi. Dịch cò đẻ 65 ngàn con 2 con chấm 2. Bây giờ thì chỉ còn... Dịch cò đẻ 65 ngàn con 2 con chấm 2. Chỉ còn ho với... đau họng với sổ mũi nhẹ nữa thôi. Dạ, em nghĩ là cũng sẽ nhanh hết thôi. Bây giờ em mời cô chú anh chị đi vào chợ Tân Lược chung với em nha. Hình như là chợ này là nằm bên trong cái đường hẻm hay sao á.
thấy ở ngoài này người ta cũng khá là đông, ở trong thì em chưa có biết. Tại vì ở đây em thấy nó có cái đường hẻm này, đi vô thấy người ta cũng có bán trong đây, chắc có vẻ là chợ nằm trong cái đường hẻm này quá. Đối diện ở ngoài thì có một cái chỗ bán gạo như cô chú anh chị. Có lẽ là chợ trong đây. Em đây lần đầu tiên em cũng mới ghé chợ này. Đi ngang đây thì em đi cũng chừng vài lần. Tuy nhiên thì cũng chưa có dịp vô trong chợ để tìm kiếm những hoàn cảnh khó khăn để thay mặt nhà hảo tâm hỗ trợ. Thời điểm bây giờ em tới đây thì chắc đâu đó cũng khoảng gần 7 giờ đó cô chú anh chị. Nếu mà cái chợ này so ra đi từ ngoài vô nó cũng khá là xa nha cô chú anh chị. Em thấy có một nồi này cũng lớn tuổi lắm mà không biết nồi bán cái gì ở trong chợ. Trong chợ này em thấy cũng có vài cái chỗ bán bánh mì nè, một vài lò bán bánh mì, rồi bán quần áo nè, ở đây cũng có bán gạo nè. Đi đường nào nhỉ? Ờ, đem đi thẳng hết cái đi gầy quẹo trái qua. Ở đây thì cô chú anh chị thấy nè, ta bán bánh kẹo đó, rồi bán giày dép, rồi bán quần áo. Trong bán rau thì mình cũng được mình đang chụp chiếc xe. Chỗ này là chỗ ăn uống của chú chị ơi.
hoàn cảnh thì phải ở đây. Dạ, con chào ngoại. Ừ. Ngoại quay bán gì ngoại? Ngoại bán này nè con. Dạ. Ngoại hái đây cái này ngoại bán dạ. À dạ, đây là mấy cái này là ngoại đi hái không ngoại? Ừ. Dạ. Có cái nào ngoại mua đi bán lại không? Có cái kia dạ. À dạ cải ha. Bán lại rồi mấy cái này hái cho mà. Dạ, ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi ngoại? 79 này. 79 rồi. Dạ. Bây giờ sức khỏe của ngoại như thế nào? Dạ. Dạ, khỏe. Chúc mừng ngoại. Một ngày mà nếu mà ngoại bán mấy cái này ngoại trừ hết vốn luôn là mình được bao nhiêu ngoại? Không biết nữa. Chừng dạ cho chừng vài chục trăm trả lại ha. Trăm ngàn trả lại. Dạ. Mà hoàn cảnh gia đình của ngoại như thế nào mà lớn tuổi mình đi bán cực quá nha ngoại? Ôi nhà không có tiền xài cháu ơi. Dạ. Thành ra gán đi bán ngoại ha. À. Dạ. Dạ. Hái rồi bán bệnh ha. Có dạ. Tiền đủ cà phê. Dạ. Ừ, cũng ăn cũng có. Đã đợi xe tay xin nó thôi. Dạ, một bịch như vậy thì bây giờ là ngoại bán bao nhiêu? 5 ngàn. Dạ, có 5 ngàn rồi ha. 5 ngàn ha. Dạ, rẻ quá trời luôn á. Dạ. Cảm ơn cháu. Dạ, hôm nay người con chia sẻ với ngoại nha. Bữa nay thì nhân dịp năm mới qua. Bữa nay con thay mặt chú Cảnh với cô Duyên là hai nhà hảo tâm ở tại Mỹ có phần lì xì nho nhỏ tặng cho ngoại nha. À, tặng ngoại hả? Dạ. Chúc mừng cho cháu. Chúc dạ. Mừng. Thì đây là tấm lòng của chú Cảnh, cô Duyên tặng cho ngoại. Ngoại đếm xem mình được bao nhiêu tiền. Ơi, cảm ơn cháu, dạ, cảm ơn dạ. Cha chúc cho cháu khỏe mạnh. Dạ. Trăm tuổi già như ngoại nhé. Dạ. Ngoại nhắn gửi gì với chú Cảnh và cô Duyên không? Dạ. Dạ, chú Cảnh cô Duyên tặng cho ngoại bao nhiêu tiền nha, ngoại đếm giùm con đi. Đếm nè hả? Dạ, đếm nè. Dạ. Trời ơi, 400. Ngoại giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, dạ. Cảm ơn cháu. Cảm ơn ngoại. Rồi, con chào ngoại nha. Dạ, thấy tội quá. Tuổi có khi thì bữa nào hái không có ha. Dạ. Mua dạ. Dạ. Hôm bữa nay hình như ở dưới là 29-30 gì, em thấy người ta bán bông ở dưới chị à. Em thấy cô ăn uống là buổi sáng đông ghê luôn á. Trong chợ này thì có chú anh chị đi bộ thôi chứ mà đi xe nó hơi khó đi ha. Cái nào cũng còn làm hết cuộc. Dạ, thấy cũng vậy không? Thế anh cua nè. Ngoại ơi, ngoại bán gì không ngoại? Bán hành. Dạ, bán cái này là bán hành hẹ. Hành với hẹ. Dạ, ngoại năm nay được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 77. 77 rồi, bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào? Đỡ. Dạ, hình như ngoại bán thêm vé số nữa hả? Trời ơi, sao ngoại làm đa năng dữ vậy? Tại vì bán ít vé số con này. Dạ, bây giờ sức khỏe ngoại thì bình thường ha. Dạ, con nghĩ là chắc ngoại bán vậy thì ngoại có lo cho ai không? Lo cho cháu. Cho cháu, dạ. Vé số nghề ngoại bán được nhiêu tờ ngoại? 100 mà con. Ít dữ vậy hả ngoại? Bán ít. Dạ. Lấy một là nhiêu? Yeah.
Dạ. Mà vừa bán vé số mà vừa bán rau luôn. Dạ. Bây giờ là mấy bó hành hẹ là ngoại bán một bó bao nhiêu ngoại? 5.000 nè con. Dạ rẻ vậy ngoại ha. Ừ. Hôm nay thì con chia sẻ với ngoại nghe. Ừ, cảm ơn nay, con. Dạ, nhân dịp năm mới. Ừ. Con thay mặt chú Cảnh với cô Duyên. Ừ. Là tại Mỹ sẽ có phần lì xì nho nhỏ tặng cho ngoại nha. Ừ. Của ít lòng nhiều. Cô chú ấy chúc ngoại năm mới sức khỏe. Ừ. Dạ. Dạ mừng mai mắn lắm. Dạ. Bữa nay ngoài nhận được phần lì xì ngoài cảm giác như thế nào? À, khỏe. Dạ. Ngoài có nhắn gửi gì với cô chú đó không? Nhắn gửi dù giàu sức khỏe mấy cô đó. Cảm ơn ngoại. Dạ. Chúc ngoại giữ gìn sức khỏe. Dạ. Và mua mai mắn đắt nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn xin phép chào ngoại nha. À. Dạ. Cô hôm nay bao nhiêu tuổi rồi? 66 rồi. Dạ sắp qua đây này cô. Dạ. Cô cho con xem mặt đi. Dạ, bây giờ một ngày cô bán được bao nhiêu tờ? Con trăm mà. Dạ, bán vậy thì cô có lo cho ai không? Lo cho chồng, cho con, dạ. Cháu vậy. Sao mà cô bán ít gì vậy? Tại người ta đưa ít, bán ít chú. Dạ. Hôm nay thôi gặp cô cũng là cái duyên ha. Dạ. Bữa nay con sẽ xin phép chú Cảnh với cô Duyên. Dạ. Ở tại Mỹ ha. Dạ. Sẽ tặng cho cô một phần lì xì nhỏ nhỏ nha. Dạ. Dạ. Thì của ít lòng nhiều nha. Dạ. Cô chú ấy tặng cho cô 15kg gạo. Dạ. Dạ. Bữa nay cô nhận được phần lì xì này cô cảm giác như thế nào? Dạ, con cảm ơn mà mấy chú ở dòng máy à. Dạ. Dạ. Rồi thôi chúc cô mua mắn đắt nha. Dạ, dạ, chúc cho chú mạnh khỏe. Cảm ơn cô. Dạ, bà đó là em cứu bà đó. Chứ bà đó là em cứu ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi? 83 tuổi rồi con ơi. Ngoại bán cái gì vậy? Không có bán gì trơn, chợ sống như nhỏ có tật. Dạ. Thôi tật hai mà con sống vậy đó con ơi. Rồi tiền đâu ngoại mua vé số? Trời ơi chị. Hả? Con cháu nó cho vậy đó. Dạ. À, rồi xài. Nhưng mà lúc... được lĩnh lương, lĩnh lương. Nhưng mà lúc trẻ ngoại làm công việc gì? Ở đó hả? Thời đi cấy. Đi cấy đi cắt lúa ngày 20 bằng cực khổ lắm luôn con. Dạ. Rồi còn bây giờ thì sức khỏe ngoại như thế nào? Yếu lắm. Mệt. Dạ. Mà 8 mấy tuổi rồi con. 8 mấy hả ngoại? 83 tuổi rồi. Dạ. Vừa là ngoại, ủa vậy nay ngoại đi chợ hả? Dạ đi chợ. Dạ. Thôi bữa nay gặp ngoại là cái duyên nha. Dạ. Con sẽ xin phép chú Cảnh với cô Duyên ở tại Mỹ nha. Dạ dạ dạ. Tặng cho ngoại một phần lì xì nho nhỏ ha. Dạ dạ. Của ít lòng nhiều nha. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Con nhiều lắm con. Cô chú ấy chúc ngoại năm mới sức khỏe nha. Dạ. Dạ cảm ơn con nhiều lắm nha. Bữa nay ngoại nhận được phần lì xì này ngoại cảm giác như thế nào? Dạ mừng dữ lắm. Ngoại có nhắn gửi gì với cô chú không? Dạ cảm ơn nhiều dữ lắm. Dạ. Cảm ơn ngoại. Dạ. Thông cảm con chỉ gửi người già thôi hả? Thông cảm con. Dạ. Anh chồng anh định nằm bên thơ chứ. Dạ dạ. Bị mổ phổi đó. Rồi cũng như là không có tiền ấy vô cho tôi xin đỡ 100, 200 cũng được. Ông xã con nhập viện bao lâu rồi? Khoảng 21 ngày rồi. À, bây giờ một ngày là cô đóng bao nhiêu tiền? Một ngày tiền phòng đó là... không biết miễn phí là tôi cũng có hộ nghèo. À. Nhưng mà xin cái xã trên xin cái đơn trên xã. Rồi à. Cái giới hộ nghèo nhập vô mà dạ. Không biết là nhiêu. Dạ nhưng mà bây giờ mình phải đi chỗ khác mình tiến chỗ chú Cảnh hơi kỳ. Dạ. Trời ơi đẹp cái quá ta ơi. Thì ra chợ này nó sẽ len lỏi bên trong rồi cô chú anh chị. Bây giờ một ngày cô bán được bao nhiêu tờ? Có 120 vé. Dạ. Rồi bỏ ổng ở bển thì về đây. Dạ. Đi kiếm tiền đặng nuôi, đặng chứ ai đâu xin có thì cho hoài. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 61. Dạ. Thôi hôm nay gặp cô là cái duyên ha. Dạ. Con sẽ xin phép chú Cảnh với cô Duyên ở Mỹ tặng cho cô phần lì xì nhỏ nhỏ. Dạ, kể cho... nhiêu được nhiêu nên nhiêu. Dạ, dạ để cho cảm cô ơn nhiều. Thả của mình nha. Dạ. Thì đây là tấm lòng của chú Cảnh cô Duyên tặng dạ. cho cô.
Dạ, bữa nay cô mình... nhận được phần lì xì này cô cảm giác như thế nào? Dạ mừng, vui mừng dữ lắm luôn đó. Cô có nhắn gửi gì với chú Cảnh và cô Duyên không? Dạ cho nói với cô Duyên là cô mang ơn thiệt là nhiều. Dạ. Dạ giúp đỡ cho chồng em cũng mang ơn nhiều lắm. Mình đi ngay, mình đi ngay. Chúc ông xã cô phục hồi sức khỏe dạ. Nha. Dạ. Dạ, xin phép được rồi. Mừng quá cho cô xin thị xin năm chục tuổi thiệt nhiều nha. Dạ. Cảm ơn dạ, 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 dạ. Con mời con nói mắt trời ơi. Tại sao bà con lớn tuổi cho nhiều như vậy? Dạ. Mình tìm mọi người là... Mình năm nay nhiêu tuổi rồi cô? 64. Cô đang làm công việc gì? Dạ, mà không có làm, bệnh không có làm. Dạ. Dạ, bệnh tìm 75. Ngoài 75 rồi còn làm gì nổi không? Đâu có làm gì nữa, nổi bệnh cũng kháng là nằm bên dĩa 20 ngày rồi có bằng gì đâu cô. Dạ, dạ. Ngoài năm nay nhiêu tuổi rồi? 85. Ngoài còn làm gì nổi không ngoài? 86, không, không bằng dạ, gì dạ, nổi. Dạ, có bằng dạ. Gì nổi đâu. Còn mình năm nay nhiêu tuổi rồi ngoài? 71 tuổi. Dạ, mới mổ mắt. Mới mổ mắt. Còn ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi? 71 nè, 71 giờ nữa không? Vậy chân hả? Dạ rồi. Món mắt thôi rồi hôm nay ha, là cái duyên. Thì thôi con sẽ xin phép nha. Chú Cảnh với cô Duyên tặng cho nội ngoại phần lì xì nhỏ nhỏ nha. Dạ, cảm ơn. Của ít lòng nhiều nha. Dạ, dạ, cảm ơn. Chúc nội ngoại năm mới sức khỏe nha. Với tấm lòng của chú Cảnh và cô Duyên nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Ngoại nhắn gửi gì với chú Cảnh và cô Duyên không? Tôi nhắn này ha, chú lai với cô đó là mạnh giỏi. Cảm ơn ngoại. Cảm ơn. Đây gửi tặng cho cô nha. Cô nhắn gửi gì với cô Duyên không? Dạ. Dạ từ từ để con xem cái. Dạ. Hôm nay ha, chú Cảnh cô Duyên tặng cho ngoại phần lì xì nha. Chị cảm ơn nha. 4 triệu. Dạ. Được 4 triệu luôn. Mà này luôn, mà này luôn, mà này luôn. Rồi thôi con gửi tặng cho nội ngoại nha. Dạ. Dạ mới mổ mắt nha. Dạ. Rồi chúc ngoại phục hồi sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn cho tôi gửi lời chú Cảnh với con Nguyên á. Có nhiều dồi dào sức khỏe nè. Làm ăn có tiền cái mình cố thí cho vậy. Cảm ơn ngoại. Dạ, chú Cảnh cô Duyên tặng cho cô nha. Cảm ơn. Thôi rồi. Không cảm tặng người lớn tuổi không à. Dạ. Dạ, dạ, dạ nhỏ này mày vô mình hấp hiểu luôn đi. Vậy ơi, ăn làm chút lớn không? Chút xin mến mẫu. Cô bị gì vậy? Bị ấy. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? 65. Rồi cô làm, cô bán gì ngoài chợ? Cô đi mỏ ốc. À mỏ ốc. Một ngày cô bán bây giờ một ký ốc bao nhiêu? 15.000. Dạ. Mà cô bán hay là cô giao cho người ta? Cô đếm cho cô bán lẻ. Dạ. Rồi thôi hôm nay con xin phép nha, chú Cảnh với cô Duyên lì xì cho cô phần quà để cô uống thuốc nha. Chúc cô phục hồi sức khỏe năm mới nha. Cho cô 500 đi, cô lại cô khám bệnh. Cô có nhắn gửi gì với chú Cảnh, cô Duyên không? Có, cô cảm ơn chú Cảnh, cô Duyên đã cho chị cô 300 ngàn mua thuốc uống. Dạ, cảm ơn chú Cảnh, cô Duyên. Chúc cô phục hồi sức khỏe. Dạ. Chú anh chị thấy khi mà em đi ngay buổi sáng là ngay cái thời điểm đó của chú anh chị. Quay bằng mai như vậy không ạ? Để em đi từ từ. Trong đây khá bất ngờ với em, nhiều cái đường hẻm nhỏ 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 quá trời luôn. À, con chào cô. Cô ơi, cô bán gì vậy cô? Bán bán rau. Dạ. Mẹ. Là cô có hai mâm vậy thôi đó hả? Dạ. Vậy đó. Dạ. Nhiêu đó hả? Cái này cô mua đi bán lại hay đồ nhà? Mua đi bán lại. Dạ, cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 66 tuổi. Dạ, một ngày mà cái này cô trừ hết chi phí thì mình được khoảng bao nhiêu cô? Đâu có nhiều tiền đâu. Ngày cô lời từ 100.000 không? Không. Dạ. Vài chục ngàn à. Dạ. Hôm nay con chia sẻ với cô nha. Bữa nay nhân dịp năm mới mới qua ha. Hôm nay con sẽ xin phép chú Cảnh với cô Duyên là hai nhà hảo tâm ở tại Mỹ sẽ tặng cho cô một phần quà nho nhỏ trong dịp đầu năm mới mới qua. Dạ, chú Cảnh cô Duyên chúc cô sức khỏe và mua may bán đắt nha.
gửi tặng cho cô. Dạ, dạ mình ơn. Dạ, hôm nay cô nhận được phần đì xì, cô cảm giác như thế nào? Vui. Dạ, cô có nhắn gửi gì với cô chú không? Dạ, nhắn gửi cô chú. Dạ, rồi, dạ. Cảm ơn cô dạ. Nha. Dạ, giờ phép chào cô. Dạ. À, ở đây thì cũng ra đường. Dạ, con chào cô. Cô bán gì vậy cô? Hành, băng ớt, băng đậu, băng đậu nữa. Dạ, cô bán được có 4-5 món vậy đó ha. Ừ. Mình hôm nay nhiêu tuổi rồi cô? 69. 69 ha. Ừ. Cái này là cô mua đi bán lại hay đồ mua nhà? Bán lại. Dạ. Bán lại là lớn tuổi. Một ngày mà nếu cô bán cái này cô trừ hết chi phí thì mình được khoảng bao nhiêu? Dạ, 10 ngàn. Dạ, ít vậy đó 40. Hả? Dạ, cô đang ăn bún riêu phải không? Ừ. Tô này nhiêu cô? 15 ngàn. Dạ, 15 ngàn. Cái gì đi xe đi ra vô ha. Dạ, tốn thêm chi phí xe nữa nha. Tốn chi phí nữa rồi bướng à. Rồi nó đây đó hả? Dạ, đúng rồi. Lúng chắn. Mướn chỗ ngồi bán nữa ha. Đâu có xe đâu, chứ lại cái xe tiền nó bà già. Dạ, hôm nay thì chia sẻ với cô nha. Bữa nay thì nhân dịp năm mới vừa qua. Bữa nay con thay mặt chú Cảnh với cô Duyên. Cảnh cô Duyên nào đâu? Dạ là hai nhà hảo tâm ở tại Mỹ. Ở Mỹ. Dạ. Thì cô Mỹ. Chú ấy không có về được. Dạ. Thành ra là nhờ con gửi đến những cái phần lì xì cho những hoàn cảnh lớn tuổi. Dạ. Dạ, dạ khó khăn. Thì hôm nay con thay mặt cô chú ấy con phần lì xì nhỏ nhỏ tặng cho cô. Dạ. Thì của ít lòng nhiều. Thôi chú ơi, đỡ cho người ta đi chú ơi. Dạ. Bán kiếm 7 ít chục sẵn. À, cô có thể nhận rồi mình coi xung quanh nhà của cô mà có ai khó khăn hơn cô có thể giúp lại. Dạ thì đó cũng là tâm nguyện của chú Cảnh cô Duyên. Dạ. Dạ thì đây gửi đăng cho cô nha. Dạ. Vậy cô nhận rồi cô giúp cho những người khó khăn hơn. Yeah. Dạ. Dạ. Vậy là giúp cho mấy người đó cũng được ha. Dạ. Rồi. Thì cô bữa nay cô nhắn gửi gì với cô chú đó không? Cảm ơn nha. Cảm ơn cô chú gì đó. Dạ. Cảm ơn mấy cô mấy chú gì đó. Dạ. Được nhiều sức khỏe. Dạ. Rồi chúc cô sức khỏe nha. Dạ. 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 Mua ngoài bán đắt. Dạ. Con xin phép chào con nha. Ừ, nãy giờ quên. Dạ. Rồi, chào hai con nha. Mang như cộng đồng mạng vậy đó. Sao là em thấy chợ này khó mua bán lắm nha cô chú anh chị. Xe vô cũng được đó. Cô qua con mua rau chưa? Mua rau kìa. Dạ, con năm nay nhiêu tuổi rồi cô? Năm mấy rồi. Dạ, rồi cô bán rau gì vậy cô? Ngò. À, cái này cô mua đi bán lại hả? Dạ. Một ngày mà cô trừ hết vốn luôn thì cô lời được khoảng bao nhiêu? Vài chục ngàn hả má? Ít vậy đó ha. Dạ. Chắc cô không có chỗ ngồi đó phải không? Dạ. Dạ, phải đi bán dạo ha. Bữa nay thì con thay mặt chú Cảnh với cô Duyên nha. Bỏ 5 ngàn được không? Dạ. Ba bó 5 ngàn. Quá trời rẻ luôn. Hôm nay ha, chia sẻ với cô nha. Con thay mặt chú Cảnh cô Duyên nha. Ở tại Mỹ ha. Dạ. Cho cô phần quà nhỏ nhỏ nha. Dạ. Dạ thì của ít lòng nhiều. Dạ. Anh là chú cảm ấy ơn, chúc cô ơn. Sức khỏe. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ mua ngoan bán đắt nha. Cảm ơn anh. Dạ.
Thôi tặng cho cô thêm 100 nữa nha. Dạ, dạ. Con em cảm ơn. Dạ, cô nhắn gửi gì với cô chú không? Chúc chúc nhanh hơn. Dạ, thôi cảm ơn dạ. Cô. Rồi, cô ấy xúc động rồi. Rồi, con chào cô nha. Thôi xin lỗi con. Đó, đó. Đi đâu rồi? Đi đâu rồi? Dạ, mất là tưởng rồi. Dạ, con chào ngoại. Ngoại, ngoại bán gì không ngoại? Dạ, mắm không ngoại? Dạ, cá lóc với cá linh không ngoại? Ăn cái nào? Dạ, cá linh bao nhiêu ngoại? 9.100. Dạ là 90.000 ký ha. Còn cá lóc bao nhiêu ngoại? Cá lóc 160. Dạ. Ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi? Hả? Ngoại không nghe hả? Không nghe. Dạ, ngoại năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 75 tuổi. Dạ. Một ngày mà ngoại bán cái này ngoại trừ vốn ra thì mình còn được khoảng nhiêu ngoại? Trong ngoài 200 đủ ăn cá. Dạ. Thôi hôm nay thì con thay mặt ha, chú Cảnh với cô Duyên ở tại Mỹ tặng cho ngoại phần lì xì nha. Dạ thì cố ít lòng nhiều. Cô chú ấy chúc ngoại sức khỏe năm mới nha. Chú Cảnh, cô Duyên tặng cho ngoại. Cảm ơn. Dạ. Thôi con chào ngoại nha. Tặng cho ngoại. Ông nội. Ông nội bán gì vậy? Đó. Ông nội đi xin hả? Là con hỗ trợ cho. Không có khùng. Dạ bị khùng ha chú. Không phải tôi đang chạy cho ông thích. Như vậy? Tôi đang chạy cho ông thích. Bán năm nay nhiêu tuổi rồi? 16 tuổi. Dạ. Mỗi ngày chú chạy. Dạ, mà kêu mà chú chạy đi không ạ? Không. Rồi ngày bình thường một ngày bây giờ chú chạy là bao nhiêu tiền? Bây giờ ép chạy ngày có 50-60 ngàn. Ngày hôm qua thì chú chạy được nhiêu? Hôm qua chạy được 70. Dạ, còn sáng nay? Sáng nay mới có 30. Dạ, vậy thôi cũng mới được bao nhiêu. Thôi bữa nay con xin chú Cảnh với cô Duyên ở tại Mỹ nha. Tặng cho bác 8 lít xăng để cho bác dùng đó để có thể mưu sinh trong cuộc sống của mình. Rồi. Để lo cho gia đình. Dạ. Bác nhắn gửi gì với chú Cảnh với cô Duyên không? Dạ, cho tôi cho cảm ơn mấy cô Cảnh với cô Duyên mạnh giỏi rồi làm tiền như nước tặng đi làm phước. Dạ. Thì đây tấm lòng của chú Cảnh cô Duyên tặng cho bác nha. Dạ, cho 200 ngàn cảm ơn. Dạ. Rồi, con chào bác nha. Ngoại ơi, dạ ngoại bán gì vậy ngoại? Bán rau củ này kia. Dạ, là ngoại bán chỉ có cái mâm này thôi đó hả? Dạ, ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ già là nhiêu ngoại? 80. 80 hả ngoại? Bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào? Khỏe lắm. Chúc mừng ngoại. Một ngày mà ngoại bán cái này là ngoại mua đi bán lại hay đồ nhà? Đếm nhà, đếm người ta bán lại. Đếm người ta bán lại. Mình trừ vốn luôn thì mình còn được nhiêu ngoại? Lời 50 ngàn là đủ ăn. Dạ, nhiêu đó là đủ ăn rồi không ngoại? Đâu cần nhiều ha. Dạ, hôm nay thì con chia sẻ với ngoại nha. Bữa nay nhân dịp năm mới qua, con thay mặt chú Cảnh với cô Duyên là hai nhà hảo tâm ở tại Mỹ nha, có phần lì xì nho nhỏ tặng cho ngoại ha. Của ít lòng nhiều, cô chú ấy chúc ngoại năm mới sức khỏe và mua may bán đắt nha. Dạ, biết ai rồi cảm ơn ta. Dạ, chú Cảnh với cô Duyên ở Mỹ, ngoại nhắn gửi gì với cô chú không? Rồi vậy vậy nói lời cảm ơn hai cô Cảnh cô Duyên. Dạ, bữa nay ngoại nhận được phần quà ngoại cảm giác như thế nào?
Thì cũng vui mừng. Dạ, chúc ngoại nhìn sức khỏe của mình và muôn may mắn đắc nha. Dạ, xin phép chào ngoại. Dạ. Dạ, hình như ngoại cũng bán gì hả ngoại? Bán hủ tiếu. Mà bán hủ tiếu hả? Hủ tiếu bây giờ bán nhiêu ký ngoại? 30. 30 ha. Ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi? 7 mấy rồi. 7 mấy ngoại? 73. Dạ, một ngày mà ngoại bán cái này ngoại trừ hết vốn luôn còn được nhiêu ngoại? Rồi có 100 ngàn. Dạ, mà bán được không ngoại? Cả này bán yếu quá. Dạ, hôm nay thì thôi con cũng chia sẻ với ngoại nha. Bữa nay thì cũng nhân dịp mà năm mới qua, con cũng thay mặt chú Cảnh với cô Duyên tặng cho ngoại một phần lì xì nho nhỏ nha, cô ít lòng nhiều ha. Chúc ngoại năm mới sức khỏe và mua mai bán đắt nha. Cảm ơn hai nhà tài trợ của cô Duyên với chú Ai. Dạ, chú Cảnh. Chú Cảnh. Dạ. Vì cầu thay mặt giùm nha. Dạ. Bữa nay ngoại nhận được phần quà này ngoại cảm giác như thế nào? Mừng. Dạ. Ngoại duyên sức khỏe và mua mai bán đắt nha. Xin phép chào ngoại. Trời cá. Bà cụ đó là bán gì vậy mấy chị? Bà cụ này là bán gì? Cái bà bán rau nãy anh chủ nghiệp chứ bà bán rau được không? Dạ, dạ, cảm ơn. Dạ. Bà già đó bán số rồi bà cũng khổ nữa đó. Dạ rồi. À có hồi nãy rồi, em tặng rồi. À, dạ. Dạ cảm ơn anh. Cho ra là đây một cái khu chợ. Dạ, nội có bán gì không nội? Nội năm nay nhiêu tuổi rồi? 71 rồi. Dạ, nội cho con xem mặt cái được không? Dạ, nội kéo khẩu trang cho con xem mặt cái đi. Dạ, bây giờ sức khỏe nội như thế nào? Trời, đi mua thuốc mà có mấy ngàn bạc. Dạ đâu à? Bây giờ nội còn nhiêu tiền? Còn mình nội làm công việc gì để sống rồi? Trời ơi, đi bắt ốc hay rau không à con ơi? Dạ. Đi cỡ này nước quá trời bắt không trời. Dạ. Bắt con là luôn chết. Rồi bây giờ nội bị đau nhức đâu trong người? Không có gì trơn á. Dạ. Rồi đi mua thuốc gì vậy nội? Nó nhức răng. Nhức răng à? Nội bị nhức răng ha. Dạ rồi. Hôm nay thì gặp nội là cái duyên nha. Bữa nay con sẽ xin phép chú Cảnh với cô Duyên tặng cho nội một phần quà nhỏ nhỏ nha. Nên nội để dành mua thuốc uống nha, hoặc là mua gạo ăn ha. Thì con thay mặt cô chú Cảnh với cô Duyên lì xì cho nội. Dạ. Cảm ơn lắm nha. Dạ. Bữa nay nội nhận được phần quà nội cảm giác như thế nào? Cũng mừng quá. Dạ. Nội nhắn gửi gì với chú Cảnh và cô Duyên không? Cũng thôi giờ cũng không có cho giờ cảm ơn nhiều. Dạ, thôi chúc nội hết nhức răng nha. Dạ, xin chào nội. Dạ thì con cũng ở gần đây. Dạ. Dạ. À, con chào nội nha. Dạ nội đi mua thuốc đi nha. Con đi của mình đó hả? Dạ dạ. Chú anh chị thấy chợ cá cũng tương đối khá là rộng ha. Em hơi bất ngờ, em không nghĩ là một cái chợ nhỏ như thế này ở cái khu Tân Lược mà lại lớn, một cái xã nhỏ mà
mà lại lớn như thế này luôn á. Ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm nay 70 rồi. Dạ, bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào? Bệnh nhiều lắm mà ở cho mình ăn à. Dạ, còn ngoại ra chợ để làm cái gì? Ra chợ ra cho gì ăn đây. À, ngoại đi xin đó ha. Dạ. Rồi con cháu của ngoại còn không? Còn mà nó đi mặn trên Bình Dương á, mạnh nào nó xong à. Dạ, rồi bây giờ là chắc sức khỏe ngoại cũng yếu hả? Dạ rồi. Hôm nay thì thôi con sẽ xin phép ha, chú Cảnh với cô Duyên tặng cho ngoại một phần lì xì nho nhỏ nha. Chúc ngoại phục hồi sức khỏe của mình nha. Dạ. Ờ, cảm ơn nhiều nha. Ngoại nhắn gửi gì với chú Cảnh và cô Duyên không? À, tôi cũng cảm ơn chú Cảnh với cô Duyên nhiều. Dạ. Bữa nay mà ngoại nhận được nhiều sức khỏe. Cảm ơn ngoại. Bữa nay ngoại nhận được phần quà, ngoại cảm giác như thế nào? Mừng dữ lắm. Dạ. Ở đây đi chợ người ta cho 5.000, 10.000 ăn dạ. Thôi ngoại xúc động luôn. Mời cô chào ngoại nha. Dạ. Mừng quá mừng. Dạ. Dạ, con chào nội. Ờ. Nội, nội bán gì nội? Nội bán này nè con. Bắt khía hả nội? Ờ. Dạ. À, già rồi ở nhà không có tiền ăn, muốn ăn gì đâu, không có, đi bán bậy nó cũng kia. Dạ. Nội năm nay nhiêu tuổi rồi? 75 rồi. Dạ. Bây giờ sức khỏe nội như thế nào? Giờ cẳng thì ngồi xuống đứng dậy không nổi. Dạ. Rồi thằng ra phải đi án đi bán vậy đó hả nội? Dạ, án đi bán chứ ở nhà không có tiền bạc tiền xài không ơi. Dạ. Mà một ngày mà nội bán nội trừ hết vốn luôn thì mình được khoảng nhiêu nội? Chắc kiếm chừng 100.000. Ít dữ vậy hả nội? Có gì, con biết một dịch bán chục là được có 2.000 bạc hả? Mà tối ngày bán chừng 50 hộp hả? Dạ. Rồi có 10.000 bạc, rồi cái một chút vậy đó, 100 vậy đó. Rồi ngồi từ sáng đến chiều luôn hả? Dạ, ngồi đi hồi 3 giờ mà tới 5 giờ chiều mới về. Dạ, đâu có lời bao nhiêu. Dạ. Dạ. Bà khía bao nhiêu ký rồi? 120, mua 101, bán 120 lại được 10.000 vậy đó. Dạ, ít quá. Hôm nay thì con chia sẻ với nội nha. Dạ. Bữa nay thì nhân dịp năm mới mới qua, con thay mặt hai nhà hảo tâm là chú Cảnh với cô Duyên sẽ tặng cho nội một phần lì xì nhỏ nhỏ nha. Dạ. Thì cứu ít đồng nhiều. Cảm ơn con nha. Dạ. Thì chú Cảnh cô Duyên tặng cho nội 400. Dạ. Ờ, vậy bà cảm ơn con nha. Dạ. Bữa nay là nội nhận được phần quà này nội cảm giác như thế nào? Dạ. Thì nội vui rồi đó. Dạ. Nội có nhắn gửi gì với chú Cảnh với cô Duyên không? Có biết gì đâu, nhắn gửi cảm ơn cô chú. Dạ. Cảnh với cô Duyên đi ha. Cảm ơn nói bà nội bán bà khía cảm ơn gì đó. Cảm ơn nội. Dạ. Nội giữ gìn sức khỏe. Dạ. Và mua mai bán đắt nha. Dạ. Con xin phép chào nội. Dạ. Nội chào con nha. Dạ. Chú quay sao mà bà già đó bà khóc kìa, bà đi theo chú bà khóc kìa. Dạ 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 đúng. Tiền mua thuốc uống bị gì cháu mổ nay được 3 tháng rồi móng mần được, nghèo khổ quá. Mình năm nay nhiêu tuổi rồi cô? Dạ năm nay 74 rồi. Dạ ngoại xích qua đây ngoại cho con xem vết mổ có được không? Mà bị mua cùng mũi quật thừa à? Dạ. À. Mũi quật thừa đây 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 nè. Dạ. Còn bây giờ ngoại không đi làm gì hết hả? Ờ bệnh đi làm không nổi, còn nghiệp cho cháu chưa cháu xin tiền mua chưa uống. Dạ. Còn ngoại hiện giờ ngoại đang ở với ai? Con ở nhà có em. Dạ. Dạ. Ngoại ngoại có chồng con gì không? Có dạ. Chồng con mà mất ổng rồi. Dạ. Rồi còn ổng mình đây nè. Dạ. Nhưng ngoại này bị ba đứa nữa. Con có ba đứa con. Dạ. Vui. Dạ. Thôi hôm nay con xin phép chú Cảnh với cô Duyên ha. Dạ. Tặng cho nội phần lì xì nghe. Dạ. Nhỏ nhỏ ha. Dạ. Cứu ít lòng nhiều. Dạ. Để nội mua gạo hay mua đồ ăn hay dạ. Là mua uống nha. Dạ. Đây là tấm lòng của chú Cảnh. Dạ. Cô Duyên tặng cho nội. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Nội nhắn gửi gì với chú Cảnh với cô Duyên không? Dạ. Chào nội. Nội này bị bệnh.
chắc có lẽ cũng ít vốn. Dạ, con chào cô. Dạ. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm nay cô 64. Dạ. Mấy này là cô mua đi bán lại hay đồ nhà? Cái đó mua đi bán lại, mà dạ. Bán dài bán lỗ luôn con ơi. Dạ. Con thấy cái vốn cô vậy chắc cũng ít nè. Dạ. Dạ, một ngày nếu mà cô bán cô trừ hết chi phí thì mình được khoảng bao nhiêu? Trời ơi, có bữa bán được có 70-80 ngàn, đủ tiền thuốc cho ổng nữa, ổng luồn tim á chú. À dạ. Dạ. Vậy là coi như bán này là lo cho ông xã của mình. Dạ. Dạ. Gạo là năm nay người ta cho ăn chứ. Dạ. Thôi hôm nay cũng hiểu rồi. Dạ. Hôm nay con thay mặt chú Cảnh với cô Duyên. Dạ. Là hai nhà hảo tâm ở Mỹ. Dạ. Sẽ tặng cho cô một phần lì xì nho nhỏ nha. Dạ. Để cô mua thuốc cho ông. Dạ. Xã của mình. Dạ. Chúc ông xã cô phục hồi sức khỏe. Dạ. Năm mới nha. Dạ. Dạ, chúc cô gia đình sức khỏe luôn. Rồi. Cảm ơn chú. Dạ. Và cảm ơn những nhà hảo tâm. Cảm ơn được cô. Giúp đỡ cho cô. Dạ. Dạ. Rồi cô Trang xin phép chào cô ha. Dạ. Bữa nay nhận được phần lì xì này cô cảm giác như thế nào? Dạ cô cũng mừng lắm, tại vì hổm gài bán toàn là lỗ không có lời. Cảm ơn cô. Dạ. Dạ. Xin chào. Dạ. Cô. Cái cấp ở đâu là chú ơi? À dạ. Tên gì? YouTube con là Khương Nhật Minh. Dạ. Minh. Dạ con chào ngoại. Ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi ngoại? 80 rồi hả ngoại? Bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào ngoại? 10 phần khỏe thì còn chừng 5 thôi. Dạ 10 còn 5. Dạ ngoại đang bán gì vậy ngoại? Mắm. Mắm hả ngoại? Dạ ngoại chỉ có một thau mắm vậy thôi ha. Dạ một ngày mà ngoại bán cái này ngoại trừ vốn luôn thì mình còn được bao nhiêu ngoại? Ở ngoài cùng khi nào có khách đông thì được 400-500, cũng dạ. Không có là cũng vài trăm. Dạ. 200-300. Dạ. Mà bán vậy thì ngoại có lo cho ai không? Có nhà hai có đứa con trai. Dạ. Đứa cháu nội. Dạ. Ba người. Dạ ông ngoại còn không ngoại? Mất rồi. Dạ hôm nay chia sẻ với ngoại nghe. Dạ. Thì bữa nay nhân dịp năm mới qua con thay mặt chú Cảnh với cô Duyên là hai nhà hảo tâm ở tại Mỹ. Dạ. Sẽ tặng cho ngoại một phần lì xì nho nhỏ. Dạ. Dạ với thông điệp là chúc ngoại giữ gìn sức khỏe. Dạ, dạ mua mai bán đắt nha. Cảm ơn mấy chú. Dạ. Dạ cảm ơn nhiều lắm. Dạ nay dạ, nhận hổm bệnh nó hết 30 triệu. Trời thương không tử. Dạ rồi đường ruột. Dạ bây giờ bán này đây chứ đủ sống hàng ngày. Dạ, dạ. Bữa nay mà nhận được phần lì xì ngoài. Dạ. Cảm giác làm sao? Mừng dữ lắm. Dạ sửa sang đi mua thuốc nè. Dạ còn lại cái 1 triệu bạc. Trời ơi dạ tốn quá. Đem theo đó. Dạ. Thì bác sĩ rồi cái đem theo là cái hiệu thuốc đó. Dạ. Là bác sĩ cho ta đó. Dạ. Là mua một lần cái dài bà chị cái bà chị mà giờ mắc quá chú ơi. Dạ bây giờ nhiều giờ mắc quá một lần cái 700-800. Dạ. Triệu bạc chứ giá hai bà chỉ 60-60 mấy ngàn gì. Dạ. Chú nghĩ thôi cái ít gì ít chỉ chút triệu này kia là hồi năm ngoái tới năm nay là rất là 30 triệu rồi bán. Dạ. Thăm vốn quá trời. Dạ thôi con chúc ngoại phục hồi sức khỏe năm mới nha. Con xin phép chào ngoại nha. Dạ, cảm ơn ngoại. Dạ. Dạ cảm ơn ngoại. Dạ. Đây mấy chị bán cá. Đây được con đây bán phía sau là bán được không trời? Phía sau này có một cái dòng sông nè cô chú anh chị. À giờ người ta sẽ đưa cá lên cái bờ sông này. Giờ nước đang ròng. Này người ta chở gạch bằng ghe này cô chú anh chị.
ơi, chú ơi, nghe nói chú là khổ quá trời, bệnh hoài chú rồi. Dạ, dạ thông cảm nhưng con không được. Hả? Dạ. Con ở Đài Loan học đó. Nghe giới thiệu đó là chị kia rồi. Ở năm nay nhiêu tuổi rồi nội? 74 rồi. Bây giờ sức khỏe nội như thế nào? Bây giờ hâu anh mệt chứ không có gian dạ. Rồi chờ làm viện rồi gì à? Dạ, mà con làm gì nổi không? Có làm gì nổi. Dạ. Rồi, hồi lúc trẻ thì nội làm công việc gì? Trẻ thì đi cắt lúa. Dạ. Đi mang thai. Dạ. Giờ mà không nổi. Hôm nay thì con chia sẻ với nội ha. Còn bữa nay nội ra chợ để làm cái gì? Chích thuốc. Chích thuốc ha. Chích thuốc còn làm bác sĩ tôn nè. Hết nhiêu tiền nội? Hôm nay là 400 rồi. Dạ. Hôm nay thì con chia sẻ với nội nha. Bữa nay con sẽ xin phép là chú Cảnh với cô Duyên là hai nhà ở Tâm ở Mỹ tặng cho nội một phần quà để cho nội chích thuốc nha. Dạ. Đây là chú Cảnh cô Duyên tặng cho nội. Chúc nội phục hồi sức khỏe. Là cảm ơn nha, cảm ơn những gì ngoại bổng bằng sức khỏe cho nhiều lần nữa. Cảm ơn nội, thôi nội phục hồi sức khỏe nha. Tôi có 10 tuổi rồi, tôi đi bán rau, bán ớt. Nội năm nay nhiêu tuổi? 80. Dạ. Ớt này bây giờ nội bán bao nhiêu một bọc? 5.000. Dạ, 5.000 hả? Nội bán gì thì nội có lo cho ai không? Cho nhà có con út, người ta cho nhà ở đó. Dạ. Với con út. Dạ. Hôm nay thì chia sẻ với nội nha. Nay gặp nội cái duyên. Con cũng xin phép ha. Chú Cảnh với cô Duyên tặng cho nội một phần lì xì nhỏ nhỏ nha. Của ít lòng nhiều. Chúc nội năm mới sức khỏe nha. Chú ơi, cô cũng 70 mà bệnh hoài. Nội nhắn gửi gì với chú Cảnh với cô Duyên không? Dạ, nhắn gửi lại cầu chúc cho mình khỏe rồi. Mình có bình an mà ngăn cho được tốt rồi. Dạ. Khổ quá trời, hai tay gãy chân nè. Bữa nay nội nhận được phần lì xì, nội cảm giác như thế nào? Dạ, mừng lắm, được nhiều tiền cho mừng vui lắm dạ, nha. Chúc nội nhìn sức khỏe. Chú ơi, cô cũng bận, cái 70 tuổi là bệnh hoài, chú ơi, chú cho. Được cô ơi, dạ. Người cảm ta đi bán không tặng được. Dạ. 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 Kênh YouTube của em là Khương Nhật Minh. Này là hồi nãy chào ngoại nha. Dạ con chào cô. Dạ. Cô ơi cô bán gì vậy cô? Dạ bán năm gom với nhanh chai đó chú ơi. Dạ mấy cái này là đồ cô mua đi bán lại hay đồ nhà? Cái này đồ nhà. Còn dạ. Cái này thì tôi mua. Dạ cô năm nay được bao nhiêu tuổi rồi cô? 60 tuổi nha. Một ngày mà cô bán cái này cô trừ hết chi phí thì mình được khoảng bao nhiêu cô? Trừ chi phí rồi thì ngày chắc cũng được 50-100 ngàn. Dạ. Dạ. Dạ rồi, con hiểu rồi. Hôm nay thì gặp cô là cái duyên nha. Bữa nay con thay mặt hai nhà hảo tâm đó là chú Cảnh với cô Duyên có một phần lì xì nhỏ nhỏ tặng cho cô. Dạ. Của ít lòng nhiều. Dạ. Cô chú ấy chúc cô năm mới sức khỏe. Dạ, mua mai bán đắt. Dạ. Gửi tặng cho cô. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Cô nhắn gửi gì với chú Cảnh với cô Duyên không? Dạ, thì tôi cũng không biết nói gì hơn thì có lời cảm ơn chú Cảnh với cô Duyên. Dạ. Rồi chúc cô Duyên sức khỏe. Dạ. Rồi xin phép chào cô nha. Dạ. Dạ, cô chào cô. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi cô? 72. Dạ. Nội bán gì vậy nội? Cái này bán. Dạ. Một ngày mà nó bán nội trừ hết chi phí mấy cái này thì mình được lời khoảng bao nhiêu nội? Đã nhiều, đắt lắm thì được 150 ngàn. Dạ. Còn ế thì 100. Dạ, vậy là ít vậy đó hả nội ha. Dạ. Mà nội bán gì nội có lo cho ai không? Này bán mình sống bản thân thôi, còn dạ. Con nó đi làm thì nó sống cho nó. Dạ. Mình còn bây làm giờ, được. Dạ. Bây giờ một cái đòn bánh tét này là nội bán bao nhiêu? 25 ngàn. Dạ, rẻ quá. Dạ, còn bánh lá dừa? Bánh lá dừa 20 ngàn năm bánh. Bây giờ cô biết cho cậu một đòn để ăn cho vui. Khi cậu ở quê, ở đâu lại đây không biết. Dạ. Nhưng quê này thì thích những người lạ mà có tình nghĩa vậy. Dạ. Thôi giờ tặng cho cậu một đòn. Dạ. Không? Dạ, nhưng mà sao nội biết con sống tình nghĩa? Không sống tình nghĩa đâu, đi lòng vòng chợ này. Thấy người phúc hậu là biết có nghĩa có tình. Dạ, cảm ơn nội.
hôm nay con chia sẻ với nội trước vậy ha. Bữa nay con sẽ thay mặt chú Cảnh với cô Duyên là hai nhà hảo tâm ở bên Mỹ có một phần lì xì nho nhỏ dành cho những hoàn cảnh mà lớn tuổi, thì hôm nay con thay mặt cô chú ấy tặng cho nội một phần lì xì với lời chúc chúc nội với anh sức khỏe. Vậy bây giờ trước khi mà tôi nhận số tiền này, tôi cảm ơn rất nhiều mấy người ở bà con bên Mỹ, và cậu phải nhận gì lại tôi cho tôi vui, tôi dạ, dám nếu, nhận. Dạ nếu vậy thì nội cho con cái gì cũng được mà một cái thôi. Dạ. Thôi cái này ăn lâu dài được. Dạ lâu thôi một cái thôi. Thôi cậy nó đi ăn cho anh em cũng chắc cũng đông, không lẽ có mình em về quê này sao? Dạ vậy thôi con xin phép, con cảm ơn nội nha. Dạ chứ đáng lẽ là con không có nhận cái gì của ai luôn á. Nhận đi cho nó vui. Nhưng mà rồi, ngày nào em có được lợi chợ này, nếu cô còn sức khỏe cô sẽ gặp em còn vui hơn gấp này nữa. Dạ. Rồi nội với anh sức khỏe nha. Dạ. Dạ muốn mai bán đắt. Rồi con xin phép cho nội. Dạ. Dạ, chú Cảnh với cô Duyên là ở tại Mỹ. Dạ, nhưng mà cô chú ấy không có về được, thành ra con thay mặt gửi. Dạ. Này về để dành kỷ niệm chứ. Dạ. À, mình định xài. Dạ. Để kỷ niệm một ngày nào đó có lẽ còn gặp lại nữa. Cảm ơn nội, rồi con xin phép cho nội nha. Dạ. Nên con ai hoàn cảnh khó khăn em gửi luôn. Hệ đòn bánh tét. Dạ. Cũng gần hết tiền cô chú anh chị. Ồ, đúng là chợ này nó lầm vòng luôn, vô đây như một cái mê cung vậy cô chú anh chị. Nếu mà những người ở xa vô đây là cũng đi lầm vòng cũng không biết là đường nào ra nữa. Ủa? Ở đây thì hết người bán rồi, chắc có lẽ là em đi cũng nhảy ra. Em gạt khúc này lại ra ngoài rồi, quay phải là ra ngoài. Khúc ngoài thấy vắng nhưng mà cô chú anh chị thấy khúc trong là đông lắm luôn đúng không? Giờ đông là vui lắm luôn. Em coi còn bao nhiêu tiền của cô chú. Dạ, chào cô. Cô cởi khẩu trang con xem mặt đi. Dạ. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? 62. Dạ, mà cô đang bán gì trong chợ vậy? À, bệnh chết rồi, như vậy. Cô bị bệnh gì? Bị ho với sốt.
Cô hết làm rồi. Việc gì để sống? À, cắt cỏ thì về ăn. À, mà nhà cô khó khăn lắm hả? Dạ. Rồi sao đi theo con? Theo con tại vì người chỉ. À, vậy dạ. Là hoàn cảnh cô cũng khó khăn hả? Dạ. Dạ. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? 65. Rồi cô làm công việc gì để sống? Không có việc, con đi mần mướn gì không đủ xài. Dạ. Hai chồng hai dâu mướn giùm nuôi bốn dạ. Người. Nội năm nay nhiêu tuổi rồi nội? 87. Nội còn làm gì nổi không? Rồi nội đi ra chợ để làm gì vậy nội? Ai có cho tiền gì? Dạ. Dạ. Thôi bây giờ như thế này ha. Dạ. Bữa nay thì để con còn chỉ có 400-300 ngàn thôi. Thì giờ cũng ít đồng nhiều nha. Dạ. Dạ thì gửi tặng cho ba cô mỗi người 100 ngàn để Thảo nha. Để mấy cô uống thuốc nha. Tấm lòng của chú Cảnh với cô cảm Duyên. Ơn. Dạ. Dạ riêng nội thì con tặng cho nội thêm 2 đòn bánh tét nha. Cái gì nội dành nội ăn nha. Rồi thôi chúc nội phục hồi sức khỏe nha. Cảm ơn. Rồi con xin phép nha. Dạ. Dạ tạm biệt nha. Dạ con hết tiền rồi. Rồi phục hồi sức khỏe nha. Dạ. Rồi chào tạm biệt ba con. Dạ rồi, coi như là em trao xong 9.900.000 từ tấm lòng của chú Cảnh và cô Duyên ở tại Mỹ hỗ trợ cho bà con ở tại Tân Lược, Bình Tân trong ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn tấm lòng của chú và cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian để ủng hộ video của em. Chúc cô chú anh chị cũng như là nhà hảo tâm sẽ có thêm nhiều cái thuận lợi trong cái công việc cũng như cuộc sống của mình để sẽ có những sự hỗ trợ đến với những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo tại Việt Nam. Cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video của em. Chúc cô chú anh chị xem video vui vẻ, an lành, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn nào.